chào quý bà con cô bác trên kênh của Dung Dân Dung Dẻ. Và ngày hôm nay thì Dung Dân Dung Dẻ đi cùng với lại một chị bạn, đây là chị Thảo, chủ của một trường mầm non Top Smile tại Nha Trang. Xin chào mọi người. Đây là chị Thảo, một người bạn rất là thân thiết của Dung, cũng là một người chị ở trong cộng đồng mà khi mà Dung đi học thì Dung quen và rất là thân khi mà đi học cùng với nhau, đi chơi cùng với nhau. Thì ngày hôm nay thì tại sao lại đi đến cái cửa hàng Chip Chip này? Đây là cái cửa hàng của một người chị của Dung luôn. Thì hôm nay là 8 tháng 3 nè, thì mình cũng có cái nhu cầu là mình đi mua quà. Hello, chào tụi em. Dạ, anh chào chị. Có chị Huyền nhà không em? Dạ, có chị. Có hả? Bà chú ơi. Ủa, ở đâu vậy? Đây, đây. Trời. Đang làm gì đây? Hello. Đây là cắm hoa cho khách. À, đang cắm hoa cho khách hả? Đúng rồi, bạn này là bạn anh. À. Khách hàng rất là trung thành của bên Huyền á. Rồi, chị đang làm YouTuber nè, cái này vô cổ. Xin giới thiệu với mọi người, anh cameraman ơi, lia với chị xinh đẹp này giùm em xíu. Đây là chị Huyền. Hey, xin chào mọi người. Chị Huyền là chủ của thương hiệu quà tặng Chip Chip. Thì thực ra khi mà nói đến quà tặng Chip Chip á, thì Dung nghĩ là các bạn mà cái thời mà 7X, 8X, 9X gì đó là đều nhớ và thân quen hết. Thì cái cửa hàng đầu tiên mà Dung biết đến Chip Chip á, là nằm trên đường Nguyễn Tri Phương. Ủa chị ơi, số mấy Nguyễn Tri Phương hả chị? 413A Nguyễn Tri Phương. 413 Nguyễn Tri Phương hả? Thì em ơi, tắt cái nhạc giùm chị xíu được không? Để em nhờ tắt cái nhạc đi xíu. Thì tắt cái nhạc giùm chị xíu em ơi. Thì đây là một cửa hàng quà tặng. Thì tất cả những cái bó hoa như thế này nè, trong ngày 8 tháng 3 nè, thì mình sẽ tặng cho những người thân yêu của mình. Và như cái bó hoa này thì rất là đẹp. Thì không biết là đang bó và chuẩn bị tặng cho ai. Thì ngày hôm nay là Dung đến đây cũng như là lựa quà cho mẹ mình nè, rồi cho các cô giáo của các con nè. Và đặc biệt là có hai bạn nhỏ là con gái nữa. Thì mình cũng phân vân mà không biết là nên tặng cái gì. Thì hôm nay là mình đến và kiếm chị Huyền để xem coi chị Huyền sẽ tư vấn cái gì cho mình. Chị ơi, giờ bây giờ ngồi bó bông hay là tư vấn quà cho em đây? Đây, xong rồi, bó hoa xong rồi để gửi cho khách. Xong rồi chị sẽ tư vấn cho em nha. Vậy hả? Chị, sáng giờ không ai tặng quà. Có hoa, có quà gì không cho mượn chụp đỡ mấy tấm hình cho nó bớt nhục với thiên hạ được không? Đây, xong cái này xong rồi chị sẽ dắt em lên đây. Một rừng. À, trời, dạ em cảm ơn anh. Dạ, giới thiệu với mọi người. Dạ, ông chủ đâu mất tiêu rồi, ném mất rồi hả? Chủ mất hả? Rồi, thì dạ đúng rồi, chụp cho em tấm hình chị. Kiểu rất ảo nha chị. Thôi, đổi bót khác chị. Cho nó bớt nhục xíu, nó bớt Facebook đồ này kia. Lại chị. Nhưng mà chụp cái background ở cái cửa hàng quà tặng là nó lộ hàng. Không sao chị, chị cứ chụp đi về em Photoshop một cái là xong. Đó, tự xuống đỉnh ra. Ôi vậy thôi hả chị, chụp xong rồi trả lại hả? Cái này là của bé Oanh. Ôi vậy hả? Bé Oanh làm cho anh làm tặng cho ai đây? Em làm tặng mẹ. Tặng mẹ hả? Dạ. Trời ơi, bé Oanh mua hàng ở chỗ chị Huyền này bao lâu rồi? Em mua chắc cũng phải 10 năm rồi chị. 10 năm. 10 năm rồi đấy. Mà hôm nay là hơi bị VIP, được VIP ưu ái lắm của chị Huyền mới làm cho. Tới gặp được chính chủ luôn. Chính chủ luôn. Nhờ mua làm giùm. Chị hỏi anh biết đến Chip Chip là từ khi nào? Dạ chắc lúc đó em khoảng 21-22 tuổi. Mà bây giờ em là 33 tuổi rồi. Wow, khách hàng trung thành luôn á. Trời ơi, đúng rồi, bà chủ gỡ khẩu trang ra bà chủ. Đẹp quá, xinh quá, mới cứ ngồi trong góc bó quà như thế này. Đắm chìm hả? Thiệt á, đi đến đây á, mà mua hoa mua quà xong mà được bà chủ ngồi vô đây mà bó cho nó vô cùng hạnh phúc luôn á. Giống như là mình thấy mọi người tới mà mua quà xong rồi mua tặng vợ, tặng mẹ mà cảm thấy vui vẻ thì mình cái công việc của mình cảm thấy nó hạnh phúc, nó hạnh phúc rất là nhiều. Chị vậy bây giờ 83 mua gì tặng cho mẹ vậy? Rồi, đây đứng dậy chị dắt đi một vòng nè. Ok. Với lại có cô giáo nữa. Ủa có cái bộ này đẹp quá chị. Đúng rồi. Ở đây là đây, cái này là nguyên một combo sổ nè, bút, có USB và cái bình giữ nhiệt. Bình cái này nhiệt thì phù hợp cho những cái đối tượng mà ngồi và làm văn phòng ấy. Đó, phù hợp với lại luôn. Có nghĩa là khi mà người ta có cuốn sổ này xong có cái bình này để uống nước để trên bàn đúng không? Hay quá. Chị. Chị.
quay cái khác đi, nào mà tặng cho mẹ được. Tặng cho mẹ phải không? Bên đây 8 tháng 3 chị. Đi qua đây. Giới thiệu một vòng cửa hàng chị. Tặng cho mẹ thì đầu tiên á, là ví dụ ở đây ha, là chị có cái sản phẩm là về nến thơm. Dạ. Thì thường là người lớn á, thì nhiều khi người ta hay khó ngủ á. Dạ. Hoặc là mình sẽ lựa những cái mùi hương nào đó nó nhẹ nhẹ. Và đặc biệt là bình thường lúc trước á, là mình hay dùng lửa để mà đốt nến, thì khi mà mình dập tắt nó sẽ ra những cái khói và hoặc là nó sẽ ra những khí CO2 không có tốt. Ờ. Thì hiện nay á, là bên chị có cái dòng là nó bằng thắp nến bằng điện. Có nghĩa là khi mình cắm đèn lên thì mình sẽ điều chỉnh cái đèn như thế nào đó để một thời gian thì nó sẽ tan hả? Đúng rồi, nó rọi trực tiếp vào nến và nến nó sẽ tan chảy, nó sẽ tỏa ra cái mùi hương. À, mình xài hoài mình không thấy, ví dụ là nó sau khi mà mình xài xong thì nó lại đầy lại như cũ. Ồ, hay quá. Nếu mà như vậy thì mình không sợ khói đồ này kia hay là những cái gì nó độc hại nó đốt nó thải ra. Đúng rồi. Chị vừa mới nghe cái từ khóa này, quá xài xong nó lại đầy như cũ là đúng rồi. Có nghĩa là ví dụ như em đốt thì nó sẽ tiêu, còn cái này mình xài bằng ánh điện ha thì nó sẽ nó tỏa mùi hương xong rồi cái khi nó lại xài khô xong lại khô lại nó lại đầy lại như cũ. Ê vậy mắc không chị? Mắc không? Không, giá cực kỳ hạt rẻ, 390.000 thôi. Rồi còn thêm cái đèn nữa bao nhiêu? Cái này là hàng của Việt Nam. Thêm cái đèn nữa thì bao nhiêu? Cái đèn này là 760. Ồ, có nghĩa là một combo khoảng cỡ 1 triệu, hơn 1 triệu thôi mà mình có thể là xài rất lâu luôn. Đúng rồi. Rất ví dụ như ở bên phòng khám của em á, thì nó cũng có thể dùng những cái này để mà mình tạo ra những cái hương thơm riêng cho phòng khám của mình. Ờ, cũng hay á. Em thích xài cái máy đốt tinh dầu á. À. Nó vừa hao tinh dầu mà nó có lửa đúng không? Đúng rồi. Với đó. Lại nó bay ra không khí á. Thì thường mà đốt tinh dầu thì nó có dạng là ví dụ mình dùng những cái đèn như vậy nè và đằng sau mình bỏ cái nến vào đây. Thì khi mà dùng cái này thì đặc biệt là mình phải rất là lưu ý và tránh những cái nơi mà nó có những vật dụng dễ cháy. Còn riêng những sản phẩm này thì nó là một mới, nó sẽ giúp cho mình không có sợ về cháy nổ. Dạ. Nè chị. Đâu? Cái tâm nước, quà tặng cái tâm cho nước. Mẹ đúng không? Quà tặng cho mẹ. Mà em nói thiệt nha, chưa có cái khách nào mà yêu cầu em bắt em đi giao cái tâm nước như chị á. Bởi vậy cho nên là chị thấy là bên Anna là chăm sóc khách là tận tình dễ sợ. Đặt một cái tâm nước để tặng cho mẹ mà bắt con nhỏ phải giao từ bên kia đem qua bên đây, đúng Dung đi giao mới chịu. Bởi chị có Dung mới làm được điều đó. Trời đất ơi. Đây, tặng chị hai chai tinh dầu. Quá. Wow. Chăm sóc răng miệng, giữ cái hàm răng sứ cho nó đẹp. Cảm ơn em. Chị. Thế bây giờ tặng cô giáo thì sao? Tặng cô giáo. Cô giáo khoảng bao nhiêu tuổi rồi nè? Cô giáo năm nay 28. 28 tuổi, nó vậy là cái độ tuổi cũng khá là trẻ ha. Dạ. À, nếu như là cô giáo á thì ở đây chỉ có một số những cái set về combo, cũng là cô giáo thì hay là sử dụng viết nè. Dạ. Thì mình có thể sử dụng những cuốn sổ như vậy hoặc là một cái combo. Sổ này thì cái này là cái bóp để đựng thẻ. Đựng thẻ đi siêu thị rồi đó. Có nghĩa là cuốn sổ rồi cái này cái bóp. Cái bóp để đựng card visit hoặc là cái những cái thẻ ngân hàng á. Mình sẽ để vào trong đây. Thì đây là một cái combo, nó là da 100% và mình bảo hành 5 năm. Nhưng mà cái ruột ở trong này có thay được không chị? Được, mình hoàn toàn thay được cái ruột bên trong. Có nghĩa là cái sổ này khi mình viết hết rồi mình thay ruột đúng không? Đúng rồi. Ok. Thì cái mẫu sổ này là bên chị cái này mà tặng cho cô giáo thì đúng kiểu luôn ha. Đặc biệt là cô giáo nào mà thích về xem và hợp cái màu sổ hợp với mạng mình thì mình có thể chọn cái màu cho phù hợp. Trời ơi, cái này nó hợp với em nè chị. Màu vàng quá. Nó vàng khè vậy là nó hợp với em nè chị. Đó. Thì còn khi mà con gái nhỏ thì sao? Bây giờ mấy nhóc nhà em không? Hai nhóc, bây giờ 8 tháng 3 cũng phải có quà cho con. Đúng nữa. Rồi, ngày hôm qua khi mà con chị kéo một nhóm bạn đến để mà thầy giáo giao nhiệm vụ là phải đưa lựa quà cho các bạn gái trong lớp. Thế là các bạn vào đây, đây qua đây chị dắt cho xem cái mẫu này. Bạch tuộc cảm xúc. Bạch tuộc cảm xúc hả? Đây. Đây là chú bạch tuộc cảm xúc đang cực hot hiện nay. Đây. Đó. Nhìn nè. Có nghĩa là ở đây nó sẽ có nhiều biểu cảm của gương mặt, ví dụ như là đang buồn, mình giơ mặt buồn lên. Kiểu như mà sáng giờ mà chưa hay tặng quà ấy, đấy là giơ mặt buồn lên. Đó. Đó, kiểu vậy. Có nghĩa là không, sáng giờ mà phải đi qua chỗ chị Huyền để mượn bông, mượn hoa đồ, mượn quà đồ, chụp hình. Không mà cả chiều chiều tới tối mình chưa thấy gì nữa mà đổi mặt giận dữ lên. Ủa vậy hả? Đổi mặt.
đổi trạng thái liền. Có nghĩa là chiều tối mà vẫn chưa thấy gì đó là mình đổi mặt. Đây. Bởi vì cái này là dành cho chiều tối. Còn giờ mình vẫn đang vui nha, các bạn. Đề nghị là có tặng cái gì thì tặng liền nha. Đó, kiểu vậy nè, đổi anh đâu. Thì cái này nó giống như là chị, cái này có thể đội đem chờ chồng về á chị. Bữa nào vui bữa nào vui là mình để cái biểu cảm nó vui vui một tí. Đổi màu hồng ha. Đây màu hồng đây. Vui anh yêu đây, về sớm quá vậy. Đúng không đó, rồi vậy. Bữa nào không vui thì mình lộn mặt lại. Đúng rồi, cho nên nhìn màu là hiểu rồi, đâu cần phải nói nhiều đâu. em Bạch Tuộc này giờ các bạn đang rất là hot. Đang hot rồi, đang chị rất là hot rồi, rất là thích cái mẫu này. Cái giống như cái trend bây giờ á, phải không? Đúng rồi. Trời ơi, suốt ngày cứ răng cọ không có bám trend gì á chị ơi. Đây nữa nè, mấy em này. Dễ thương ha. Xíu nó lựa cho Hoa Nam với mèo. Con này dễ thương. Cái này là lát nữa chị sẽ tặng quà cho mẹ. Không mà công nhận cái tâm nước của bên Dung xài rất là ok luôn á. Thì tâm nước ai cũng cần dùng hết á. Ai mà cũng cần dùng, bác sĩ khuyên dùng mà. Không biết mình có bị hơi bị ngố ngố không, mà từ khi qua bên Dung làm răng thì mới biết là cần phải có cái sản phẩm này. Đúng rồi, mới biết xài phải không? Lúc trước thì mình chỉ biết xài tới tâm chỉ thôi. Không nên xài đó, nên dùng tâm nước đó chị. Em có cái cài này mà em đeo khoảng cỡ 40 cái video clip này rồi chị. Hôm bữa Phương Anh có tặng cho em mới, nhưng mà nó hơi ấy. Có cái nào mà nó một màu không chị? Một màu trơn trơn, một màu xanh đây, xanh một tông thôi. Một tông thôi, em chỉ thích một tông thôi, đừng đây có nhiều quá. Thử cài lên đi thầy, phải không? Thử cài đúng không? Đây Trúc không biết giá, đi bán hàng cần phải khách đi bán VIP hàng mà. Tím hả chị? Tím tím. Không, em thích cái màu nào nó nhu nhu thôi. Quay nhá, còn quay không? Vẫn quay chị, vẫn quay. Nhận được chưa? Nhận được tiền chưa? Để xem coi, để cho mấy em còn biết đường ship. Đó. Tài khoản ngân hàng nào? Mọi nhận người thấy cái 206. Cài này có được không mọi người? Có vẻ nó giống như cô bé lọ lem vậy đó. Thì một cái cài màu đen này là xài mấy chục clip rồi. Nhưng mà tại vì không có thích những cái màu khác. Hôm nay đi qua chip chip thì đổi cài này để lên một cái clip xem. Còn có màu tím nữa ha. Để thử ra cái tím này xem cái như thế nào. Chị ơi, màu này dễ thương nè. Không chị, cái nào chị? Cái này hả? Đưa đây cho em. Đưa đây cho em. Ok, bỏ cái giá ra sau. Rồi ok, rồi. Được không chị, hợp không? Được. Cái này hợp với chị nè. Đó ok. Rồi. Hợp. Hợp không? Hợp, rất hợp luôn á. Y như cô gái gì? Zigan. Hả? Ủa chị, ở đây mình còn lầu nào nữa chị? Ở đây chị còn lầu trên nè. Lầu gỗ bông, quyệt nhà gỗ bông. Nhưng mà thường khi mà khách mua quà xong là khách tự gói hả chị, hay là có bạn gói cho? Sẽ có bạn hỗ trợ gói. Hỗ trợ có nghĩa là hướng dẫn cho khách gói đúng không chị? Đâu có đâu, mình sẽ hỗ trợ, có nghĩa là tư vấn chọn quà mình gói cho khách. Còn ví dụ khách nào mà muốn đầu tư vào cái sản phẩm nữa mà thì sẽ tự biết thì tự tay đó. Có nghĩa là mình sẽ hỗ trợ tự tay để mình trao cái món quà cho người yêu thương. Đây lên đây. Để lựa quà cho các bé nha. Ủa còn trên lầu nữa hả chị? Đúng rồi. Wow, mấy cái hộp quà này dễ thương quá nè. Mình có thể tự mua rồi mình tự mua để mình đây. Mình bỏ quà vô là xong. Xin mời vào thiên đường gỗ bông. Wow. Wow, trời ơi. Mơ ước của mình. Mơ ước của mình à. Trời ơi, giờ mà mình có một nhà gỗ bông gì mình cũng thích nữa, chứ đừng có nói mấy đứa nhỏ nhà mình. Trời ơi dễ thương quá. Cái gì mà không có gấu thì qua đây đúng không chị? Đúng rồi. Ai mà đang cô đơn nè. Trời ơi. Đêm nay nằm không biết ôm ai thì qua đây. Trời đất ơi. Sao hôm nay cô đơn quá. Sao hôm nay cô đơn quá. Để gì ra chị bật cái đèn thêm cho nó sáng nha. Còn bật đèn đó hả chị? Ừ. Chị thì thường mấy cái mẫu gấu bông này thì giá nó như thế nào? Nó từ vài trăm cho tới khoảng 1 triệu mấy. Vài trăm tới 1 triệu mấy. Thì đối với con nhỏ thì chúng ta có thể chọn những cái mẫu gấu bông như thế này. Hoặc là mình có thể mua theo tháng. Phụ huynh nào mà có con mà ở độ tuổi mà từ cấp 1, cấp 2 á, thì thường các bé sẽ có những cái buổi sinh nhật trong lớp. Mọi người có thể
order hoặc là có thể là đặt quà theo tháng. Chị có cái dịch vụ đặt quà theo tháng chưa? Dịch vụ đặt quà theo tháng là sinh nhật á phải không? Sinh nhật á, có nghĩa là mẹ chỉ cần inbox với cô Huyền thôi là hôm nay sinh nhật bé gì, bé trai, bé gái gì, bao nhiêu tuổi là cô Huyền ship quà qua khỏi mất công. Trời em ghét nhất là cứ đi làm về xong rồi bắt đầu là phải đi mua quà. Ừ. Để cho con báo là ngày mai là có sinh nhật bạn A, bạn B, bạn C gì đó. À, rất hợp luôn á chị, được chị lấy cái tím này. Được không? Chị lấy cái tím này chị cài với lại cái áo này. Lần đầu tiên mà chị cài băng đô như vậy đấy. Ờ. À, của nhà không? Có nhưng không có dùng. Nhà hôm nay Anna qua khám phá. Cái này thôi mà nó làm nên cái kênh YouTube nè. Ừ. Đó. Là cứ có cái clip này thôi là cái này em đeo hoài, em đeo hoài. Em mà đeo cái này á là nó còn cái lên gấp đôi nữa. Dễ thương. Bình thường á mà mấy phụ huynh á giống như chị cũng vậy, nếu như mà mình đến cái dịp mà sinh nhật á, mình tổ chức cho bé ở trường không phải là mình chỉ quà sinh nhật cho con mình không đâu. Ừ. Mà cho tất cả các bé, làm sao mà bé nào về cũng phải có một phần quà nho nhỏ. Dạ. Yeah. Ừ. Thôi bây giờ em lựa quà cho hai đứa con gái đi. Ừ. Xong giờ chị hướng dẫn em cách gói quà đi. Ok. Chứ bây giờ là ở nhà nó cứ loạn lọng cọng, nó hậu đậu như thế nào á. Đó, thì chọn cho hai đứa. Ủa chị có cái gối nào mà nó có cái mền luôn không? Gối có mền. Để cho con nó đi ngủ, nó buổi trưa nó đúng ở trên rồi, trường á. Đúng rồi, gối có mền. Bên đây. Đó. Cái nào mà muốn gọn gọn á thì mình lấy cái dạng này nè. Cái này á hả? Không. Ừ. Nó hình con thú á, còn xong nó moi ra thú luôn. Ờ, cái hình con thú xong nó moi ra cái là ở trong nó là cái mền á. Em thấy nó tạ vậy đó, yêu cầu quà tặng vậy đó chị. Đúng rồi. Đó. Để chị lấy cái mẫu. Xong rồi bắt đầu là sẽ lựa chọn và gói luôn. Phải không? Phải mẫu không, này không? Không, mẫu đó nó chỉ mới có gối thôi. Mới gối thôi hả? Đúng rồi, nó chưa có gối mền. Gối mền. Em coi coi. Trời ơi dễ thương quá, vô này giống như lạc vô xứ sở thần tiên vậy chị. Mấy này nay mới nhỏ lên đâu muốn về đâu đúng không? Ngủ trong đây luôn. Ngủ trong này luôn hả? Mỗi lần mà mấy đứa nhỏ lên một cái là nó thành một thiên đường. Thiên đường. Ừ. Là vô trong đây là say mê luôn. Ủa không có hả chị? Cái kiểu đó không có hả? Đây, tại mấy bữa nay bán nhiều quá. Thế bán là nhiều quá quên một, đúng không? Nó còn một ít thôi. Ừ. Đây. À. Em này là em sầu riêng. Cái gối ngủ hả chị? Đây là cái này. Ủa rồi cái này ủa, cái này để tay mà. Cái này là mình sẽ luồn tay vào nè. Dạ. Đây, luồn tay vào. Cái mền là đây. À đúng rồi đúng rồi đúng rồi, chắc cái này là mấy bé dặn nè. Ừ. Ok. Đó, trong đây mình đây là 2 trong 1 ha, có nghĩa là mình vừa làm gối. Dạ. Mình vừa làm mền. Ờ. Đó, khi nào mà mình muốn tự lưng á thì mình độn 2 cái mình nhét vào trong. À. Riêng cái này là khi mà mình ngồi coi tivi nè, mình hãy nhét 2 cái tay của mình vào. Nhét tay vô. Đúng rồi. Mình nhét 2 tay vào. À ví dụ muốn đánh lộn vậy đó là nhét vô không vậy? Đúng. À, à, không, không không, cha mẹ nên truyền bá những cái tư tưởng tích cực. nên truyền bá những cái tư tưởng tích cực cho con, không nên. Ừ. Sai rồi. Đó. Rồi. Này mà đi đâu mà lạnh á thì mình nhét cái tay mình vào. Hoặc là để trên xe là khi mình muốn tựa lưng thì mình tựa, không mình lấy ra mình đắp. Đúng rồi. Ha. Cái tưởng tượng như 2 túi quần vậy đó, mình nhét vô. Đúng rồi, hay quá. Đây là trái sầu riêng. Trái sầu riêng. Còn màu gì nữa chị? Trái sầu riêng thì chỉ có một màu này thôi. Rồi còn cái nào nữa không? Để chị xem. Đây mấy cái mẫu gối mền ở đây. Gối mền. Ủa còn cái con nhét tay này đâu có lấy được ra phải không chị? Con này đâu này có lấy được thì không lấy ra được. Mấy đây con nè, trên này gối mền nè, ở đây. Con này cũng là gối mền nè. Nhưng mà em này thì chỉ làm mở ra thành mền, có nghĩa chỉ được là một là gối hay là mền. À, mình không chứ có 2 trong 1 được. 2 trong 1 phải không? Đúng rồi. Kiếm cho em một con 2 trong 1 nữa. Đây, chắc em này nè. Bé. Chị cũng muốn lấy bé hamster. Hamster hả? Chị ơi cho em 2 con nó ấy đi chứ không có mất công về nè, một đứa hai con giống nhau riêng. Hả? Ờ, một đứa trái sầu riêng, một đứa kia nó không chịu. Đây bé thỏ với bé heo nha. Thỏ với heo cũng được chị, nhưng mà có màu hồng không? Thế lấy một con hamster kia đi. Hamster với lại một con heo. Đây. Đây là ở nhà có con bé tuổi con mèo, nó sẽ ôm con này, còn con heo là của con bé tuổi con heo. Okay. Hợp lý không? Hợp lý. Rồi, ok, giờ hướng dẫn em cách gói quà nha. Ok. Ok chị. Em muốn cho gói mà để cho thấy hay là không thấy nè? Thì làm sao? Ấy cho nó bí mật đi. Bí mật hả? Ờ, bí mật. Okay. Đi, bí mật đi. Rồi mình xuống đây chị hướng dẫn cho anh. Ship tỉnh khác chứ hả? Có chị, ship đầy đủ. Luôn. Ở bên này bao điện thoại hả? Thấy gì vậy? Không. Đồ chơi hả? Bên này là cái chỗ mình để đồ thôi.
những đồ trùng mẫu. Nếu mà không mua gì cho Bình Nguyên thì nó buồn sao ta? Hôm nay ngày quốc tế phụ nữ mà. Thôi kệ đi, đàn ông nó phải can đảm lên. Bữa nay không phải ngày phụ nữ, không có quà. Chứ đâu phải lúc nào mình cũng cứ phải chiều chuộng là ba bạn là cứ phải có ba món quà đâu. Bé phải làm quen với việc mà có cái sự khác biệt về giới tính, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ngày hôm nay là ngày của phụ nữ. Ngày của phụ nữ, thành ra là xíu nó chọn quà cho bà ngoại nữa. Rồi, chọn quà cho bà ngoại thì ở ngoài đây có những gói trước cái... đi chị. Gói trước đi chị. Ở đây ha. Dạ. Thôi, giờ mình lên đây đi. Lên đây hả? Còn không, mình cứ yên vị đi chị, mình sao mình có vậy đi chị không cần phải diễn thêm gì đâu chị. Không, bình thường là mình gói ở trên đây. Chứ nãy em thấy chị ngồi dưới này mà. Chị ngồi dưới đó là chị làm hoa. Ủa dạ. Chứ bàn gói quà là bàn trên đây. Ủa dạ, em tưởng hồi nãy giờ chị ngồi dưới này, không giờ thấy quay phim với chị lên đây. Còn không, thôi chị không cần phải đóng gì thêm, cứ xuống dưới đây ngồi. Ừ. Đây bây giờ em, để chị gọn lại tí xíu nha, mấy bữa nay khách đông cho nên chưa có kịp dọn. Không sao chị. Làm sao mà gói quà trong vòng 2 phút? 2 phút hả? Đây bình thường á là đa phần là những cái phần gấu bông lớn như vậy nè, là chị sẽ lựa những cái túi giấy kiến và mình bỏ vào để mình túm lại. À sau đó mình cột lại là xong đúng không? Đúng rồi. Đây. Cái đây nó có nhiều size. Đó. Rồi. Có phải làm vậy không? Cũng được nữa, nhưng mà làm mạnh quá là nó té. Làm giống như giặt đồ. Đó. Đó. Em chỉnh lại cho. Ơi chị đâu? 550. Đó. Đúng không chị? Đúng rồi, chính xác. Trời ơi. Chị vài bữa mà thiếu nhân viên đồ gọi em nha chị. Chắc không có tiền trả lương quá à. Tết tư đồ hoặc là lễ đồ mà thiếu người gói quà đồ á gọi em. Ừ. Giờ bây giờ quấn lại đúng không? Đúng rồi. Tấm sát luôn nữa hả? Đây em để cho sát xuống đây nè. Ok, chị giữ chị dịnh nó giùm em. Ừ. Cái này về nói là đây là món quà mà mẹ tự tay mẹ gói cho con mà con nó sướng lắm nè. Trời ơi, nó sung sướng cuộc đời. Ồ con dế này cắt hả chị? Cái này để nó xì bớt cái hơi trong đây ra nè. Đó, mình gập xuống dưới để cho cái phần quà mình nó sát. À xong mình dính cái phần đít nó lại. Đúng rồi. Hay quá. Quý bà con cô bác á, khi mà mình đi mua quà á, mình có thể đi vô và mình tự tay gói quà cho người thân của mình như thế này nè. Thì thực sự á, khi mà mình đi mua quà, mình gói thì mình mới cảm nhận được cái tình cảm mà mình để trong cái món quà này nó như thế nào. Chứ còn á, mình cứ ở ngoài mình chờ thì cũng được, cũng có nhân viên phục vụ, cũng có những bạn sẽ gói cho mình. Nhưng mà mình cứ thử đi, bữa nào mình qua chip chip xong rồi mình yêu cầu là tôi mua quà nhưng mà để tôi tự gói. Đó, nó sẽ khác. Kéo nó vô đúng không chị? Đúng rồi, mình mở, đó mình sát cái okay, này ra để nó vô nè. Đó, thì ở đây á, là sẽ có bà chủ Huyền sẽ hướng dẫn gói quà nè. Hoặc là không có chị Huyền thì có thể là sẽ có những bạn chuyên viên khác sẽ hướng dẫn. Sẽ làm sao mà để chúng ta có thể tự tay gói một món quà cho người thân của mình. Của chị rồi trên rồi, này sao? Bây giờ trên này nó hơi dài đúng không? Đúng rồi. Mình phải xếp nó lại. Xếp lại. Xếp lại. Giống như hồi xưa mà mình đi học mình hay xếp bông á. Có bao giờ xếp bông đâu? Vậy hả? Xếp bông giấy mà mình xếp xong rồi mình... À trong cắt cái đúng không? Bà. Cho thành nhiều cánh bằng nhau như vậy nè. Đấy. Rồi. Xong rồi mình cắt xéo từ dưới mình cắt lên. Đây em cắt thử đi. Bây giờ cắt sao chị? Em cắt xéo từ dưới. Xéo từ dưới xéo lên đúng không? Đúng rồi, ok. Đấy, trời ơi, nó như cái hoa luôn. Trời đất ơi. Đấy. Không ngờ mình giỏi như vậy luôn á chị. Thì bây giờ là mình sẽ gắn cái nơ vô. Cái nơ vô. Ừ, cho cái nơ màu xanh đó đi ha. Cái này mình nó đã hồng hồng rồi. Mình đi cái giấy màu xanh đi cái tông xanh. Cái này làm cái gì chị? Rồi bây giờ em sẽ cầm cái này ha. Rồi em rút lại. À. Wow. Trời ơi làm nguyên cái nơ trong vòng chưa tới 2 giây nữa. Giỏi, xuất sắc. Xuất sắc. Đây, mình sẽ dán cái keo dưới đây để mà mình cố định nó lại. À. Nó không có cái bị bung ra không? Nó bị bung ra nữa. Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, mình cột. Cột vô hả chị? Đúng rồi. Hay quá. Rồi, cột sát vô. Cột sát vô.
Trời ơi, em không ngờ là gói quà nó dễ vậy luôn á chị. Đơn giản đúng không? Quay, rất quay ra đơn phía giản trước. Mình quay ra phía trước mình cột thêm lần nữa. Ôi vậy hả? Cột để... phía trước hả chị hay sao? Đúng rồi, cột phía trước để lát nữa mình vuốt cho cái đuôi nó cong cong á. Ok. Rồi à. Rồi bây giờ bước bước tiếp theo là mình lấy cái đầu kéo ha, mình vuốt à, mình vuốt cho nó cong cái chỗ này lại. Nó dài quá thì mình có thể cắt bớt. Cắt bớt đi xíu. Ừ, cắt bớt đi một chút. Rồi. Xong rồi mình vuốt ha. Ừ. Đó, để cho nó nhẹ nhẹ. Rồi, đây 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 bên này cho em. Cắt bớt đi xíu. Tại thật sự là trời ơi, cắt mà nó không đứt nữa chị. Thật sự là Dung cũng rất thích là tấy máy hay là tò mò. Wow, nó cũng sắp cong rồi. Sắp cong rồi, sắp cong rồi. Sắp cong. Chị ơi sao càng vuốt nó càng thẳng chị. Rồi cũng cong cong rồi đó. Cong rồi đó. Lấy cái đầu bén anh. Hay quá. Rồi. Thì đây là một cái món quà đầu tiên mà Dung đã gói trong cái ngày 8 tháng 3. Thì đây là cái món quà mà dành tặng cho hai đứa con gái thân yêu của mình. Thì xíu nữa Dung sẽ tiếp tục gói cái món quà tiếp theo. Và rất là cảm ơn chị Huyền. Cảm ơn bà chủ của Chip Chip. Rồi, thì thực sự là ngày xưa khi mà Dung biết đến quà tặng Chip Chip á, là ở trên đường Nguyễn Tri Phương á, chứ không phải đây, đây là chi nhánh số bao nhiêu chị? À, chi nhánh số 3. Chi nhánh số 3 trên đường Nguyễn Đình Chiểu đúng không? Đúng rồi. Thì hồi xưa khi mà Dung biết đến Chip Chip á, thì là chưa có biết bà chủ đâu. Chưa có biết bà chủ, chỉ biết là đi vô đó mua quà thôi. Mà từ cái hồi mà mình mới dưới quê lên á, là Dung nhớ là 17, 18 năm rồi là đã mua quà bên chỗ đường Nguyễn Tri Phương rồi. Thì thấy nó rất là xa xỉ luôn, nhưng mà mình không ngờ sau một thời gian cái giờ mình quen mình chơi với bà chủ luôn. Đó. Rồi một điều nữa là chị em rất là thân thiết, và đặc biệt nữa là đi học cùng với nhau, ăn nằm cùng với nhau và rất là thân luôn. Thì sau khi mà làm răng hay là chăm sóc răng cho gia đình chị Huyền nè, thì nhà mình lại thường xuyên sử dụng quà tặng bên này. Và mình phát hiện ra là rất là nhiều sinh viên, thế hệ sinh viên của thành phố Hồ Chí Minh mình á, là cái thế hệ mà 7X, 8X, 9X á, là ai cũng biết đến quà tặng Chip Chip cả. Dạ, rất là cảm ơn quý bà con, cô bác đã xem video của Dung nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, xin chào mọi người. Chúc mọi người có một cái 8 tháng 3 thật là vui. Ủa, anh tắt chưa? Chưa hả? Chúc lại nha. Chúc mọi người có một cái 8 tháng 3 thật là vui, thật là hạnh phúc bên người thân của mình. Và đặc biệt với chị em phụ nữ thì chị chúc gì chị? Chị nghĩ là trong cái thời điểm này thì sức khỏe là cái điều quan trọng nhất. Dạ. Chúc cho mọi người sẽ luôn luôn có sức khỏe và luôn luôn trẻ, xinh đẹp và hạnh phúc. Không phải chỉ trong ngày tháng 3 không, và trong nhiều ngày sau nữa. Vậy thì mình sẽ chúc là ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3.